chào các bạn. Hôm nay mình lại đi một vòng trong khu dân cư này. Ôi, ngược ánh nắng rồi. Khu dân cư này nhà cũng tương đối lớn. Ôi, hết đường rồi. Lên nha các bạn. Đừng kết sổ đúng không? Ôi, cái dàn hoa giống kia, giống hoa gì rồi? Antigone. Giống không phải, giống lắm. Nhưng không phải Antigone đâu. Nhưng mà nó leo leo dễ thương quá. Ủa sao thế, cái khu này ít cây to vậy hả ba? Nè, hả? Toàn cây thấp, cây này, cây trước nhà đó. Bên trái này á là cây to, còn cái khu của ở giữa này thì cây nhỏ. Các bạn ơi, cái thông này bự, cái thông này dữ dằn quá. Những cái nhà ở đây á, các bạn ơi, bio những năm 80 luôn á. Lúc nãy mình la lên là cây kia đó. Này các bạn này, đây là đường Newcastle. Trước mặt mình ấy có cái nhà mà có ba cái cửa sổ trên giống y như ba cái chuồng chim ấy. Đó là cái tầng trên đấy các bạn, nhìn cái này rộng lắm này. Bên này họ, cái khu này là mình thấy họ bio các kiểu mẫu nhà luôn á. Có một người đi xe đạp, anh ấy rất là đẹp trai, mỹ nam. Cái khu bên dãy nhà bên phải mình thì lại không thấy có cây to. Cái khu này không thấy có cây to này, còn cái khu vừa xong mình đi qua thì thấy cây rất là to nha. Như khu đó mà thấy cái cây to như này là khu nhà cũ này các bạn. Còn những cây nhỏ kia là có thể là họ cũng chặt đi và họ trồng lại những cây mới. Giờ là buổi chiều rồi á, 5 giờ kém buổi chiều. Mình sẽ đi dạo một vòng để các bạn xem khu nhà Mỹ ở đây họ build những năm 80 xem như thế nào.
cái chuồng chim này, đây mấy cái nhà này đều có chuồng chim hết này, không phải chuồng chim đâu nha, mình nói là nhà đấy nhưng mà nó giống như là chuồng chim đó, đây bạn thấy không? Nó có hai cái cửa sổ nhìn nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà lúc lên là lớn lắm nha. Trên đấy là có một cái tầng ở trên đó nữa đấy. Nhiều mẫu nhà, rất nhiều kiểu nhà luôn, nó không có cái nhà nào giống cái nhà nào hết. Trước cửa mỗi nhà là họ dựng một cái thùng thư như thế này này các bạn. Mọi thư từ là xe họ ấy dừng ngay ở đây và họ bỏ thư với báo ở trong cái thùng này, rất là tiện luôn á.